Có bao giờ anh em tự hỏi mình còn nhớ được đồ chơi chân lý như thế nào kể từ thời điểm nó ra mắt không? Đã 2 năm từ ngày chế độ chơi này xuất hiện và nó là một luồng gió mới cho tất cả game thủ liên minh có thể đổi gió sau quãng thời gian chiến đấu mệt mỏi bên Summoner's Rift. Và còn hơn thế, nó sở hữu những cơ chế đặc biệt để tách hẳn thành một tựa game riêng với phần xếp hạng riêng biệt. Sau 4 mùa, chúng ta đã trở nên say mê với đấu trường chân lý khi game liên tục đổi mới, sau vài tháng lại có một diện mạo riêng biệt. Vậy thì trong video này, anh em hãy cùng mình thực hiện một chuyến hành trình quay về quá khứ, cùng lướt qua những mùa giải trước để hồi tưởng về chặng đường đã qua, những đội hình, tộc hệ từng bá đạo trong quá khứ, xem thử đấu trường chân lý đã thay đổi thế nào sau 2 năm và nó sẽ còn đặc biệt hơn ra sao trong tương lai nhé! Mùa 1. Hành trình của chúng ta bắt đầu vào thời điểm 26 tháng 6 năm 2019, khi đấu trường chân lý chính thức ra mắt. Trước đấy, cơn sốt Auto Chess đã khiến game thủ vô cùng háo hức, mong muốn trải nghiệm xem thử phiên bản của Riot Games có gì đặc biệt. Và chúng ta đã không phải thất vọng. Với 14 tộc và 10 hệ, game cho phép chúng ta tạo ra vô số sự kết hợp thú vị, tạo ra những đội hình cực kỳ bá đạo. Trong mùa giải đầu tiên, có vẻ Riot muốn định hướng trò chơi trở nên đậm tính nhân phẩm. Bởi vì về cơ bản, thể loại game này đã rất hên xui rồi. Rất nhiều tộc hệ được trao cho các cơ chế mang tính đỏ đen cực cao. Đó không chỉ là hải tặc với xác suất nhận tiền sau mỗi màn đấu, mà còn có kiếm khách với 45% tỷ lệ chém thêm vài đòn, xạ thủ với 50% tỷ lệ bắn lên mục tiêu khác, cung thủ tỷ lệ tăng gấp đôi tốc đánh, băng quốc có tỷ lệ làm choáng mục tiêu, Yordle có tỷ lệ né tránh, và đặc biệt là tộc ma có khả năng nguyền rủa mục tiêu bất kỳ, giảm còn 100 máu. Nó mà nguyền đúng cái con tướng chủ lực thì vỡ mồm. Về sau, khi game ra mắt phần chơi xếp hạng, thì có vẻ Riot thấy việc quá phụ thuộc vào vận may sẽ khiến trò chơi không được công bằng, nên chúng ta đã thấy đấu trường chân lý mất đi khá nhiều tính nhân phẩm. Mùa giải đầu tiên cũng rất hào phóng khi cho nhiều tộc hệ sở hữu sát thương cực kỳ dồi dào, mà sau này sẽ gần như không thể xuất hiện trở lại. Hãy nhớ về Pháp Sư với khả năng tăng đến 200% sát thương kỹ năng cho toàn đội, dẫn đến những pha hủy diệt đối thủ nhanh gọn chỉ trong vài giây. Hay như Đế Chế với khả năng nhân đôi sát thương gây ra, để rồi chúng ta có con quái vật Draven mà ai cũng phải nhớ mãi. Và mùa giải đầu tiên cũng là thời điểm mà Riot rất thích chơi đùa cùng năng lượng. Họ cho Pháp Sư và Nguyên Tố khả năng nhân đôi số mana nhận được để sớm dùng kỹ năng. Sau đấy lại tạo ra đội quân ác quỷ với khả năng đốt sạch mana của đối thủ. Dĩ nhiên cái cơ chế bá đạo này đã khiến game mất cân bằng quá đáng, buộc Riot phải đau đầu chỉnh sửa liên tục trong nhiều phiên bản. Giờ đây ai cũng hiểu mana là thứ sống còn với rất nhiều tộc hệ, nên tốt nhất đừng có mang nó ra chơi đùa nữa. Chúng ta cũng sẽ không quên những tộc hệ đã trở thành bộ khung cơ bản của đấu trường chân lý, không thay đổi trong suốt nhiều mùa vừa qua. Đó là nhẫn giả, hiệp sĩ, sát thủ, đấu sĩ. Dù có trải qua nhiều tên gọi khác nhau, nhưng về cơ bản họ chẳng thay đổi là mấy. Những tộc hệ này trở thành nền tảng cơ bản để Riot sáng tạo và phát triển lối chơi hơn nữa. Cuối cùng hãy cùng điểm lại vài trang bị bá đạo mùa 1 mà tới giờ nó vẫn như là một cơn ác mộng với những ai từng đối đầu. Bạn có nhớ cái kiếm cong, hay chúng ta thường gọi là kiếm nguyền, có thể giảm cấp sao mục tiêu xuống? Đó là một trang bị có thể biến những carry trở thành một chú hề thực sự. Rồi thì cái đao tĩnh lặng, không cho đối thủ được tăng mana, tan kiếm với khả năng giải giới. Chúng phục vụ quá tốt cho những đội hình đánh tay và làm trò chơi cực kỳ thiếu lành mạnh. Cuối cùng cái kết cho các trang bị này là một đi không trở lại. Nhưng dù sao, nó cũng là kỷ niệm đáng nhớ với tất cả chúng ta. Mùa 2. Ở mùa 1, Riot đã dùng bộ tướng hầu hết trong vũ trụ Runeterra, cho đến khi họ nhận ra mình có thể dùng các vũ trụ trang phục để phát triển thêm trò chơi. Cùng với việc ra mắt bản đồ nguyên tố trong Summoner's Rift, mùa 2 có tên là Nguyên Tố Trỗi Dậy đã xuất hiện ở phiên bản 9.22. Các sàn đấu giờ đây sẽ có sự xuất hiện của các ô nguyên tố, tăng sức mạnh cho các tướng đứng trong ô đấy. Như là nguyên tố lửa tăng tốc đánh, nguyên tố nước tăng mana khởi đầu, đất tăng máu vĩnh viễn, và cuối cùng là gió tăng tỷ lệ né tránh cho quân cờ. Cùng với đấy, các tướng và tộc hệ ra mắt cũng mang đậm màu sắc các nguyên tố như ánh sáng, bóng tối, hỏa ngục, nước, băng, đất. Đặc biệt, mùa 2 có sự xuất hiện của quân cờ 7 vàng đầu tiên và duy nhất trong trò chơi tính đến hiện tại, đó là Lux thập đại nguyên tố. Với chỉ số và sát thương tương đương một tướng 4 vàng, tuy nhiên thứ mà cô ta có được chính là khả năng tùy biến cực cao cho nhiều đội hình khác nhau. Lux sở hữu đến 10 tộc, xuất hiện một cách ngẫu nhiên, và mỗi tộc của Lux được tính 2 lần, tạo điều kiện để chúng ta hoàn thành những layup đặc biệt của riêng mình.
Đây cũng là tiền đề cho cơ chế tinh anh đặc trưng của mùa 4 đấy nhé. Thời đấy tìm thấy Lux đúng với tộc hệ mình mong muốn còn khó hơn cả việc tìm thấy tinh anh phù hợp ở hiện tại. Bởi Lux có xác suất và thời điểm xuất hiện tương đương với tướng 5 vàng. Mùa 2 là một trong những mùa vô cùng đáng nhớ với những khoảnh khắc điên rồ, có thể nói là cực kỳ đặc biệt. Làm gì có mùa giải nào mà cả một sân đấu bị quá tải bởi hàng chục đơn vị khác nhau, như 6 con tộc rừng lại nhân bản thành 12 con, hay đỉnh điểm là đội quân triệu hồi với con quái vật Z. Chứ anh em còn nhớ cái gã sát thủ này có khả năng tạo ra phân thân sở hữu tất cả trang bị, chỉ số của phiên bản chính, và còn có thể dùng kỹ năng nữa. Cứ thế, số lượng tăng lên theo cấp số nhân luôn. Những tộc hệ đặc biệt của mùa 2 cũng tạo ra hàng loạt lối chơi rất quái dị. Mình nhớ từng có một meta mà người người nhà nhà spam Zira vì khả năng đốt cháy cả sàn đấu của cô ta khi kích hoạt được hỏa ngục. Lúc đấy có Zira 3 sao sớm là xem như chắc suất trong top 3 rồi. Dù còn phải kể đến hệ mãnh thú có khả năng kết liễu ngay lập tức mục tiêu dưới 25% máu, cực kỳ bá đạo. Dẫn đến sự ra đời của con quái vật Cogmore theo lối lên vọng âm và quyền trượng thiên thần. Vừa có thể kết liễu kẻ địch bằng các tia lan, vừa làm tăng mana của mục tiêu lên. Để rồi sau đấy người ta lại phát minh ra cách dùng dây chuyền Iron Solari để khắc chế. Đó quả thực là một quãng thời gian đáng nhớ. Mùa 2 cũng đánh dấu màn ra mắt ấn tượng của Olaf. Thời điểm đấy hắn là một tên băng tộc sở hữu hệ cuồng chiến. Với khả năng miễn nhiễm hiệu ứng đã trở thành thương hiệu của mình. Hắn liên tục chém, đóng băng đối thủ và hồi máu không thể ngăn cản. Dù còn phải nhắc đến đồng đội của hắn trong hệ cuồng chiến là Renekton cũng đã tạo được tên tuổi với giáo án cá sấu ngủ trong rừng. Một đội hình Hyperon cực khó chịu với độ trâu bò siêu đẳng của con tướng một vàng Renekton. Đối thủ cứ bu quanh hắn và đánh trong tuyệt vọng, còn hắn chỉ đơn giản là quay tay một phát để hồi lại đủ cả cây máu. Nguyên tố là một cơ chế rất đặc trưng của mùa 2. Nó khiến người chơi phải thích nghi trong việc đánh đội hình nào để hợp với nguyên tố của bản đồ. Dù còn có điểm yếu là các quân cờ 5 vàng khá mờ nhạt, tuy nhiên bởi đã có Lux làm ngôi sao điều phối lối chơi, nên có thể nói mùa 2 là mùa giải đáng nhớ nhất với tất cả chúng ta. Tạm biệt mùa 2, đến với mùa 3 mang tên Vô Hạn Thiên Hà, nơi chúng ta phiêu lưu đến nhiều vũ trụ khác nhau. Mỗi vũ trụ lại mang cho chúng ta một lợi thế đặc biệt khi khởi đầu trận. Đó có thể là tăng hoặc giảm lượng máu của linh thú, giúp đẩy nhanh hoặc làm chậm tiến độ trận đấu. Hay vũ trụ ngàn sao mang cho chúng ta các quân cờ 2 sao ở vòng trợ. Vũ trụ Nico cung cấp sẵn 2 cái Nico trợ giúp. Rồi thì vũ trụ trang bị cho sẵn 2 món đồ. Vũ trụ đông đúc cho sẵn giáp thiên nhiên. Vũ trụ Reroll cho phép đổi lại cửa hàng một lần miễn phí. Một trận đấu sẽ diễn ra trong một vũ trụ ngẫu nhiên. Từ đấy người chơi phải điều chỉnh lối chơi để tận dụng được hết lợi thế mà vũ trụ đó cung cấp. Hay vũ trụ đông đúc cho phép chúng ta mơ mộng để các đội hình với 9 tướng chỉ ở cấp 8. Tuy nhiên, khi nhắc đến mùa 3, phần lớn chúng ta ít khi nhớ về cơ chế du hành vũ trụ, mà sẽ rất nhớ cái đội hình được xem là siêu ung thư, bá đạo nhất mọi thời đại với cặp đôi Sona, Syndra. Bằng việc tận dụng lượng mana ít ỏi của Sona, mang cho cô ta 2 cái cốc hài hòa, Sona sẽ liên tục spam kỹ năng và tăng mana cho Syndra bắn bi liên tục. Đội hình này thách thức mọi giới hạn, khi Sona có thể hồi máu, giải khống chế và tăng mana liên tục. Sẽ còn ác mộng hơn nếu cô ta được biến thành một vệ binh tinh tú. Phải sau rất nhiều lần điều chỉnh tăng mana tối đa của cặp đôi này thì sự kết hợp ung thư đấy mới giảm bớt sức mạnh. Nhưng nói thế không phải mùa 3 không có nhiều cái để nhớ. Chúng ta có siêu người máy Garen ghép từ 3 phi công Rumble, Annie và Fizz với một cú tung chiêu có thể làm choáng hàng triệu kẻ địch. Với những ai đam mê theo đuổi đội hình này, việc nâng được tất cả phi công lên 3 sao sẽ tạo ra siêu chiến binh vĩ đại có thể gánh cả ván đấu. Thật đáng tiếc là dù còn rất nhiều tướng khác cùng chung vũ trụ, nhưng Riot lại không mang tới những sự kết hợp khủng khiếp hơn như 5 phi công chẳng hạn. Một trong những quân cờ mà Riot phải đau đầu để cân bằng ở mùa 3 chính là Xin Zhao với lối lên hoàn toàn đồ thủ. Bởi sự kết hợp giữa các tộc vũ trụ và hộ vệ quá ưu việt, nó cho phép chúng ta tạo ra một con Xin Zhao bất tử, cứ chọc hết tất cả quân địch trong sự bất lực của chúng. 5 lần 7 lượt Riot tìm cách giảm sức mạnh Xin Zhao mà vẫn không thành công. Trong khi đấy người chơi chọn giải pháp không chơi thì giam tướng cho khỏi phiền phức. Xin Zhao bất tử chưa phải là con bài ung thư duy nhất, mà chúng ta còn phải kể đến Master Yi Bluetooth nữa. Vác theo cái đại bác liên thanh, Yi tận dụng khả năng tự hồi máu, tăng tốc đánh và sát thương chuẩn của mình để chém gục cả team địch. Rồi tiếp đấy là Shabu trong đội hình Hắc Tinh, một nỗi kinh hoàng cho các quân bài carry, liên tục biến ảo khắp nơi. Và mỗi lần kích hoạt kỹ năng là một mạng nằm xuống, cũng như máu hồi lại đầy cây. Nếu chừng đấy vẫn chưa đủ để bạn hồi tưởng về mùa 3, thì hãy cùng nhớ lại Kale Thánh Nữ với những cú quạt trả chất lượng, đặc biệt là còn được tăng mạnh tốc đánh nhờ hệ kiếm khách.
Rồi còn Jin với kích hoạt hệ xạ thủ, có khả năng tăng sát thương cực khủng qua mỗi ô trên bàn cờ. Dù không phải là những tướng quá lỗi, nhưng chúng luôn là lựa chọn đáng tin cậy mỗi khi chúng ta cần đến một carry. Cuối cùng, không thể không nhắc đến những quân cờ 5 vàng bá đạo của mùa 3. Thực sự thì ở mùa 1 và 2, tướng 5 vàng chỉ đơn giản là một unit mạnh mẽ trong một tộc hệ chung nào đấy mà thôi. Tuy nhiên sang đến mùa 3 thì chúng mới được đưa thêm những cơ chế cực kỳ bá đạo và còn có cả tộc hệ của riêng mình. Đầu tiên phải kể đến Gangplank và Miss Fortune, những ngoại binh có khả năng mua các nâng cấp chiêu thức cho mình. Ai mà không sợ trước một cú bão đạn hay mưa đại bác có độ rộng cả sàn đấu và sức mạnh khổng lồ cơ chứ. Nhưng bá đạo nhất phải nói đến Thresh với cái trò ném lồng đèn kéo lên một quân cờ bất kỳ trên hàng chờ vào trận. Rồi còn quân cờ Aurelion Soul cực kỳ khó chịu khi bay khắp nơi, liên tục phóng ra một bầy chiến đấu cơ có số lượng tăng theo mỗi lần phóng. Sau này còn có thêm sự góp mặt của Ugot, unit quái vật có khả năng bức tử một tướng bất kỳ dù hắn có châu bò đến đâu. Phải sau vài lần điều chỉnh, Riot mới khiến Ugot trở nên cân bằng hơn. Mùa 4. Mùa 3 đã cho chúng ta một cuộc phiêu lưu thực sự đáng nhớ, đi qua nhiều vũ trụ khác nhau. Để rồi đến mùa 4, chúng ta trở về một thế giới thần tiên huyễn tưởng, đầy màu sắc ma mị của thế giới phương Đông huyền bí. Đặc biệt, hệ thống tinh anh là điểm tạo nên sự độc đáo của mùa 4. Nó không chỉ cung cấp những tướng 2 sao có thông số vượt trội, giúp chúng ta dễ lên được các quân cờ 3 sao hơn, mà việc nhân đôi tộc hệ tương ứng kế thừa từ Lux thập đại nguyên tố mùa 2 đã khiến các đội hình có sự tùy biến rất lớn, để tất cả game thủ có hướng xây dựng đội hình độc đáo của riêng mình. Tinh anh cũng góp phần đẩy tính nhân phẩm lên cực cao. Đôi lúc, việc may mắn có được tinh anh như ý sẽ cứu vãn cả ván đấu. Trong khi đấy, dù có khởi đầu tốt đến đâu nhưng không tìm được đúng tinh anh mong muốn, có thể đẩy một người chơi khác xuống đáy sâu của sự tuyệt vọng. Meta mùa 4 tràn ngập sự hỗn loạn, trong đấy phải kể đến sự bá đạo của Nguyệt tộc ở đầu mùa, khi lần đầu tiên đấu trường chân lý xuất hiện một tướng cấp độ 4 sao với sức mạnh siêu vượt trội. Những quân cờ Nguyệt tộc ung thư như Dyna, Aphelios đã càn quét suốt nửa đầu mùa giải, khiến Riot phải chật vật cân bằng. Để rồi giai đoạn cuối mùa lại là sự thống trị của đồ tể với những quân bài siêu ung thư như Olaf, Samira. Nói về meta mùa 4 thì cà phê nhân phẩm cũng đã có nhiều video khác tổng kết lại, nên mình sẽ không đi sâu hơn nữa. Tuy nhiên mình muốn dành một chút để nói lời tôn vinh cho thần tài, một hệ mang đậm tính nhân phẩm của mùa 4. Không như không tặc, hải tặc các mùa trước, thần tài thực sự là một cuộc chơi dành cho những ai đam mê đỏ đen, vì càng thua sâu, khả năng gỡ lại trận đấu càng cao. Ai chơi thần tài thì cũng tự nhủ là ngã ở đâu, gấp đôi ở đấy, còn thở là còn gỡ, cố gắng trông chờ vào một pha nổ hũ thần thánh, mang về một sự đổi đời. Rất nhiều tiền, rất nhiều trang bị, đó là hành trang để làm lại cuộc đời cho những ai lao vào cuộc đỏ đen. Thần tài là sự khởi đầu của mọi loại đội hình, vì xét cho cùng thì có tiền là có tất cả, còn không có tiền thì bốc qua cheat ăn vã thôi. Mình đã từng chứng kiến những pha nổ hũ hàng chục đồng vàng và 3-4 cái giáp thiên nhiên. Với sự cám dỗ đấy, ai mà không đam mê để rồi lao vào cuộc chơi mà kẻ thua thì nhiều, người thắng chẳng có bao nhiêu. Ấy thế mà người ta vẫn cứ đổ xô theo thần tài, bởi vì càng có ít người thành công, người ta lại càng muốn mình trở thành cái số ít ỏi đấy. Hoặc là một cuộc đổi đời lên hương, hoặc là ôm top 8 rời cuộc chơi. Hiếm một hệ nào lại khiến người chơi mù quáng theo đuổi đến như thế, và đó cũng là một trong những điểm nhấn đáng nhớ trong mùa 4. Hướng tới mùa 5. Vậy là chúng ta đã xong chuyến hành trình về quá khứ, hồi tưởng lại chặng đường đã qua của đấu trường chân lý. Đó thực sự là quãng thời gian rất đáng nhớ. Và chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, mùa 5 sẽ chính thức cập bến. Phía trước chúng ta có quá nhiều điều hấp dẫn đang chờ đón trong đấu trường chân lý, ngày phán quyết. Mùa 5 sẽ mang đến một cơ chế hoàn toàn mới là đối đầu, nơi các thế lực thiện, ác, ánh sáng, bóng tối, trật tự, hỗn loạn giao đấu với nhau trong cuộc chiến không hồi kết. Chúng ta sẽ có những thủ lĩnh với sức mạnh bá đạo. Chúng ta có long tộc với khả năng đẻ trứng. Chúng ta có Teemo, con ác quỷ đòi máu của những ai muốn triệu hồi nó. Tất cả những điều đấy thực sự rất hứa hẹn. Và cà phê nhân phẩm sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh em trong suốt quãng thời gian sắp tới để cùng đưa ra các giáo án chất lượng. Anh em đừng quên like, share và subscribe để chung tay phát triển cộng đồng đấu trường chân lý cùng bọn mình nhé.